But I will speak in English and it will translate. So first of all, thank you so much for your time. We're very honored to have you here. And thank you for the Yay, Chita, and Kaming CCF. I cannot talk with any real authority about the Buddhist practices. I'm quite new to it myself, but I did want to share some personal experiences over the last 8 or 9 months. And by the way, every Buddhist day I go to Wat Nomini, and I've only ever seen one student there over the last 12 months, just one. So I'm wondering where the rest of you are. The timing is perfect, I think, for today. One of the concerns I've had is we've always been about education and leadership, and I think you've all done a wonderful job in those two areas. However, the teachings here today are above all that. It's about a life decision. It's about how you live your life. So if you could listen and think and not just spend today, but think about this and take it with you when you go back. And 5 years ago, there wasn't the same stress on families. I've noticed with recent the fracturing of families, especially when teens are into alternative cultures, the Facebook, social media going out, and I think that's fine, provided it's moderated and within your normal practices. And the middle of last year, I was down in Australia. I was very honored to be on stage with the Dalai Lama, the head of Tibetan Buddhism. Có ban miền và sa đá thà cái lát năm còn long tới còn miền ốc ca ban lang để lưu vệt ca đam bay thưa ca san tân nia chỉ môi sầm tai song Dalai Lama đại chia sầm tai song Phật Bồ Tát Sa bay là ba để lưu And the audience was made up of very, very wealthy people. Tickets were $2,000 or more for the events that the two of us were at. ក៏បានមានប្រសាសន៍ដែរថានៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នៃការសន្ទនាឬក៏ការជួបជាមួយសម្តេចសង្ឃដាឡៃឡាម៉ានឹងអ្នកចូលរួម
Rồi tại xong sức châu rùm cứ thơ tính dù bọt đồng lại bí bọn rưu cơ bí bọn đồ là chiêng đàm bây á châu từ sạp bàn. And what may not make sense now, but I think will in the future, is that nearly 80% of the questions that were asked were of the same basic concept, and that was people in the audience saying that they had achieved all the material dreams, that they had the cars, the homes, the phones, swimming pools, they had achieved everything they have dreamed of, but they were so unhappy inside. Có tha chỉ muốn khi nên đá đôi chân đôi khnông Krishna có tha phần chia pet sapphire này Krishna nô, nè có tổ tuol cho người ta có ban tổ tuol pha rồi có sầm rai có miên tè miên trop sầm bát ấy chỉ trả ơn, phần tai tu chỉ có ban miên trop sầm bát miên lan miên tè đó srasa đây cái đấy, đấy phụ có an toàn sầm bài chật nô tì, đấy tại an toàn sầm bài chật. Many houses, their own private jets, yachts in the harbour, but who had actually tried to kill themselves because they felt empty inside. They felt like they had no soul. Tua chỉ có miền tẻ tràn, miền dồn hao toa khluôn, để miền trop sầm bát tràn. Phần tai cót ắt sầm bay không chật đây rồi hốt đó miền bên ngoài chấm nuối cót với ắt tịch hiết đây khluôn này. Having come from both that lifestyle as well as 11 years in Cambodia, I understand why that happens, but it's something you'll learn for yourself. Just be careful what you wish for, what you dream for, and thank you all for attending. Chlong tam bot pi sao dai kot thlop tu ban hai nang avai dai kot rian no sok khmae kot kot tha mien sara prayoj na hai chi pisae kot padam phnya to da boun boun khmuoy khmuoy tang os kot ampi kul bomnong robas khluon cất bị ca sầm rách chất rồi bạc luôn ta thứ mấy đam bay luôn nắng ruộng nơi bạc cọp đại phiệt phai thân ổ này ở quân tràn sầm đạp càn chơi cho ruộng này ngày này nãy chia bát thom sôm thuật cảnh maska bỏ chung bay này bờ tận trại đòi sự đại cơ sự đại chư đạt la sôm cát phai bằng cồn bờ ba lây vong bận đất giòn sanh diệt ព្រះសកលជាតិការងនៃពុទ្ធកសកលសាលាព្រះសានុរាជនិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាវិបាលព្រះអង្គការពុទ្ធសាសនាដើម្បីកោរំនៃកម្ពុជាសូមក្រាថ្វាយអង្គមព្រះអង្គគ្រូមុនសាយព្រះប្រធានវិទ្យុសំឡេងបទោផ្សាយទូតទាំងប្រទេសក្រាថ្វាយអង្គមកញ្ចាស់ព្រះអង្គសំសរូនក្រុមប្រធានទីប្រឹក្សាអង្គការពុទ្ធសាសនាដើម្បីកោរំនៃកម្ពុជាសូមមកស្ការពោះកណាកញ្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គហើយសូមចម្រើនពរលោកស្កត នឹងញោមជំទាវសេចក្ដីសង្ឃឹមមកស្ការបូសរីបាទស្ការកំលៀងព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញចូលរួមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអ្នកថ្ងៃនេះខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពសូមឱកាសពីកូនចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដើម្បីចាត់ចែងកម្មវិធីបែបសន្ទនាបទធម៌និងបង្ហាត់បង្រៀនដល់បងប្អូនថ្មីៗទាំងអស់ថ្ងៃនេះ គណៈកូនចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានជ្រាបហើយថ្ងៃនេះជាឱកាសដ៏ពិសេសបំផុតដែលអង្គការមូលធិកុមារកម្ពុជាបានរួមសហការជាមួយអង្គការពុទ្ធសាសនាដើម្បីកោរំនៃកម្ពុជាទីតាំងនៅខេត្តបាត់ដំបងពិសេសថ្ងៃនេះគឺចង់ផ្ដល់ការអប់រំទៅដល់បងប្អូនអស់គ្នាឲ្យបានយល់អំពីបុណ្យបាបគុណទោសហើយនិងគុណមេត្តាបិតា ហើយយើងមានកិត្តិយសណាស់ថ្ងៃនេះមានព្រះអង្គគ្រូជាបញ្ញវន្តគ្រប់ព្រះអង្គនិងចូលរួមបំភ្លឺជាគណិតស្មារតីជាពិសេសគឺបងប្អូនដែលត្រូវខ្លាយខ្លួនណាជាបញ្ញវន្តទៅថ្ងៃខាងមុខជាតំពាំងស្នងរស្មីសម្រាប់ប្រទេសជាតិរបស់យើងដែលចាំបាច់ណាស់ទៅថ្ងៃខាងមុខទៀតគឺថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នា ជាអ្នកដែលត្រូវមើលការខុសត្រូវអនាគតប្រទេសជាតិរបស់យើងឲ្យមានការរីកចម្រើនអភិវឌ្ឍទាំងសេដ្ឋកិច្ចទាំងសិលធម៌សង្គមគឺមានសុខសន្តិភាពអាស្រ័យលើពុទ្ធបរិស័ទអាស្រ័យលើប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងហើយដូច្នេះគឺថាថ្ងៃនេះព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គគឺមានការយកចិត្តទុកដាក់ណាស់មិនមែនថាបានទទួលចង្ហាន់ពីញាតិញោមហើយនៅតែក្នុងវត្តនៅក្នុងកុដិប៉ុណ្ណឹងទេគឺថា
chia yếm chui từ tam lát tập hiệp chia bị xét cứ đào cả ập rôm tại mà đong. So today is very great honor for Buddhism of education in Cambodia, and we are very pleased to be invited to join, and we would like to thank you for great cooperation as well. And my friend from Malaysia, Mr. Suati, please can you stand up, please welcome. Got your Buddha Sasana Kachon P. Pati Malaysia Song Swakum Got Kong. Got your Buddha Sasana Sana Kachon P. Great investor in Cambodia. Chang Pon Pon Hane, Chang Mai Dev Pon Pon, so bye day. Chang đầm bay thua ai cầm thì này bàn lọ bà sao bọn ông nia từ sừng rôm ai già bọt nhé bọn bọn hàm mọt ở lâu sập hơi bàn đào đài ông nia nữ bà sập hơi ông nia nè lập bằng bền tích ở lâu chăm từng ông nia ngày này nè bọn na chơi bàn chẳng prám cứ chia sẻ vụ cái nó ngày đang tạm đòn nè ở lâu tha tam ông nia sơn I will take the five precepts. That is the main teaching in Buddhism, the main basic that we can apply in our daily life. Yeah. Bon bon on here, sal prama ti muay. Toh tha on here, ti muay. Ham biet bien ayu chivet manusat. Ti pi. Ham loi tro sambat ne datay. Bay ham prapet anacha bun ham ni jay ko ho pram ham phak tak savang cham ai panang alo rop tong ak khnea lobang tham muay hai jeung rop tong ak khnea na muay a sao lue ta muay pi bay buồn pram bần đăng ba đấy cha mót ôn na kha han lược đầy nô ô lược đầy cho nó nè mò pin na lược hay cầu mò buồn kì kha han à xong mò bò sa tô ôn bò nè nọ là đó. Nhóm cả na sôm chlai tha sal pram miên na sôm chlai tha sal pram tí muối ham ham sam lap sat trâu hay bon bon ô tí 2 tí 2 ham lu ham ấy vô bọ kêu anh ham vô bọ kê trâu hay bon trâu tí 3 ham tí 3 ham ham cô họ kê à nông tì buồn này tì bay ham pro pret à ham pro pret ông bơ anh ai cha trời bốn ham pro pret anh ai cha nhá ok tì buồn ham của họ kì trời bốn bốn tì pram ham phật tật sờ vâng ham phật tật sờ vâng chụp ba mỏng á tì pram cứ ham phật tật sờ vâng xôm ạ nam mô tân ni Som anamotaniya khlai che kon lo sah lo bichea porat lo putta sasanak lo tang ah khnia som anamotaniya po chlat chlat na boun boun nou multhi koma kamvichea khnyom kana som apakun hai som ratania bong pakru bandit yon sanyet mien taradeka 5 nati kana som kat thvai angkum lok mchah ha sieng hai prathean angka nang lokru tổng chân môn sai bọn xong sở rôn cô nam chắc rút bọn mẹn bộ lộp Scott Nixon nhóm chào sân cắt nâng Mr. from Malaysia nhóm chung tiêu and international friends, I am very happy to be invited
to participate in this event. I don't have much to say. I just would like to say a very great thank you to Scott. I heard about you and I saw you only on the media, and I usually read your writing posted on your Facebook. It's very, very inspired that I think that one day I could have a chance to see you in person, and today it's accomplished. The man who used to be in somewhere else in the world and come down to this place is very, you know, extremely rare. I read your biography. I don't know whether how much that biography is genuine, but it's very emotional and very inspiring that there is a man who was born somewhere in the world and come to my country and to raise up, to bring all these children from the darkness to the light. That this kind of action Cambodian people must follow. Pascot got no night mui na no people look. Tai lok ban mau chua yung. Chua yung. Chang yung chia khmai. Tang ok nia da chia. Tuk mcha tuk day nia. Trau krau chua chua mui nang got. Got sok chất le bong chi vật đo hư ha. Nay Hollywood, nhóm Scott Hollywood đấy. Hollywood đang thông mà. Bà Scott bạc khai cho ra nè. Ta sọc chật mà chua dương, con đang ọc nè. Chân dương trâu phơ mách, đâm bay song con gọt vĩnh. Trâu khom riêng, dô lê. Trâu khom riêng, đang ọc nè. Prom khom riêng ọt, prom ế. Sở lanh bà Scott đấy. Bà sở lanh thơ mách. Khom riêng, nàng ai. So, I'm very thankful. You really brighten the darkness, and these children will be the ones who were responsible for the fate of this kingdom. And Cambodia has a lot of ups and downs in the history, so we have a lot of sufferings. The suffering of Cambodian people has been very deep. From this great suffering come to compassion. And from a great compassion come to the peaceful mind of one person. And a peaceful mind of one person make a peaceful community. A peaceful community make a peaceful nation. And a peaceful nation make a peaceful world. So I'm very thankful to you once again, Scott. I'm very, very inspired for what you have done to this kingdom. If we try to curse the darkness, we cannot bring light, except we try to find the light to brighten the darkness. At least it can make it a small change. Chúng nhiệt nhôm tầng ốc chui khỉ nè bần đọc con chào dương nhiệt nhôm nè chui con nẹ na cả đời ôi tất cả lời tức đầy ní chui chui công chê kê công sọp bò rực tê công sọp nẹ na dương trâu phơ khuôn dương ngồi lọ bê khá bò rực tê nẹ nọc sọc na kì mơ nghe dương đời xa tới dương mình ôi đầm lại khuôn anh. Chúng bình đọc con chào với khom riêng. Miên ta chùm này vì chia mùi tê. Để ai phơ ôi chì vứt khmênh khmênh tăng ổn ní. Khai tôi chưa bố rọt lọ ổ khăn ông thang ngày nạ cuột. Chúng cro, nẹ nà có cro.
thường mấy bà dân cao mà việc cro dân chê nà nà tập bàn tê và đà nà của vì mình chọc cro đây chẳng miên tập bàn đo rương đại cầm oi cro cứ côn chào nâng ạ bình chun côn tao sờ la cầm tục nâu tia lùng ba đọc nam mà phê nam côn dân đang khai tới chia mà nu chết đang không sùng cùng nhìn nhôm đấy cầm tục côn này sa ở riêng cro chẳng mấy có bàn đo côn này riêng cái na côn dân chết đang tứ vì nó khai tới chiều mà nút để miền bờ giói không sống cùng Pascot này lục bay nè nó lục khẳng lệch nè lục bay last year I was in New York and I met a man, he is the president of the Cannes Festival and I asked him, he know you. I know Scott Nissen, he know you. I forgot the name of that guy. Yeah. Chang chi khmae tang ok khnea som okun on behalf of Cambodian people. Thank you for your being with us. May the Buddha bless you all and thank you all foreign friends. Som pakein po chun po tang ok sok sabai tang ok khnea. Na, kon kon tang ok khom rian da ban eh. Kom da leng khom rian. Na đã bán này là dân miền bà là ôi, dân khom riêng. Công chân này nâng côn kê nịa miền. Công khăn kê khom riêng. Bạn, bạn đang chọn. Nè. Xôm ạ nà môn tình yê. Côn côn là ôi. Nà xôm ạ bà côn bà cừu bình đất dọn sang yết. Phải xa cầu chia tư ca rô, bột tư ca xa cầu chia lại phải xa nụ riêng bàn. Phát đào ô vạt là ôi, hay dịu xác cư tha. Thầy nà côn ôi bì chất đâm nàng ôi. Bất bỏ sát cái đôi chiếc bà rốt khám ai ở con lúc Scott mến tên á nhận nhóm dân khơi ngọt trong này chỉ vật rồi bỏ cọt hay chiếc xe hạ chiếc bỏ cọt nơi đà ra Hollywood nâng cọt bật thiên tìm xa lọa hàng rượng movie nâng bó gư rộp mơn đà la bạc khai rộp sàn đà la hay mà chuối khám ai này thì ta đâm bày ôi sọc tế bỏ dường chiếc xe cứ thuần thiên đợt ngại nà cọt đâm bày chỗ rùm ពួកឲ្យប្រទេសរបស់យើងបានល្អប្រសើររីចម្រើនគណៈសូមអរព្រគុណហើយសូមរតនាគុណចាស់ព្រះអង្គគ្រូមុនសាយនិមន្តចូលរួមចាប់អារម្មណ៍ប្រទានអវត្តន៍ 5 នាទីទៀតមុននឹងដល់កម្មវិធីណាសូមនិមន្តគណៈសូមអរកាសសូមថ្វាយគុំព្រះអង្គគ្រូព្រះឧបលីវងគណៈព្រះអង្គរុជាបណ្ឌិតនិងជាសកលវិទ្យាធិការហើយសូមថ្វាយគុំព្រះអង្គគ្រូហសៀងហៃព្រមទាំង ផងម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ដែលជាអង្គការពុទ្ធសាសនាដើម្បីការអប់រំដែលបាននិមន្តមកចូលរួមអប់រំគណៈហើយខ្ញុំប្រកាសថាអាត្មាភាពឃើញតែសកម្មភាពមិនដែលបានចូលរួមឃើញតែបង្ហោះតាម Facebook ហើយថ្ងៃនេះបានឱកាសទំនេរក៏បាននិមន្តមកដឹងចង់ដឹងពីសកម្មភាពទឹកចិត្តនៃការអប់រំ ແລະយុវជនយុវតីបងប្អូននេះតើអប់រំយ៉ាងម៉េចបានតែធ្វើឲ្យបងប្អូននឹងសប្បាយចិត្តព្រោះអាត្មានឹងមិនសូវមានបទពិសោធន៍ជាមួយក្មេងៗទេប៉ុណ្ណេះនឹងឲ្យបានជាមួយយាយៗនឹងឲ្យបានជាមួយចាស់ចាស់ទេព្រោះដល់អញ្ចឹងចង់សិក្សាពីបទពិសោធន៍អប់រំក្មេងៗនឹងឲ្យដូចព្រះអង្គគ្រូណាឧបាលីវងមានប្រធារតិកាមិញនឹងគឺថាពេញចិត្តនឹងសប្បាយចិត្តណាស់ ណាអរគុណដល់សកុតអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយគិតទៅគាត់ជាឪពុកទី2ណាឪពុកទី2របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងណាជាអ្នកប្រាប់ជាអ្នកធ្វើនៅបឹងណាជាអ្នកធ្វើនៅបឹងដើម្បីដាក់កូនត្រីនឹងទៅឲ្យយើងនឹងឯងចិញ្ចឹមជីវិតរស់នៅបានយូរអង្វែងណាជាអ្នកចង្អុលប្រាប់នៅព្រៃហើយយើងទៅក្នុងព្រៃហ្នឹងយើងរក នៅរុក្ខជាតិផ្លែឈើផ្សេងផ្សេងបានមកពីព្រៃគាត់អត់យកលុយមកឲ្យយើងភ្លាមភ្លាមទេគឺគាត់ផ្ដល់នៅចំណេះដឹងណាជួយចំណេះដឹងដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយបងប្អូនយកចំណេះដឹងទៅប្រើអស់មួយជីវិតចំណេះដឹងដែលគាត់ជួយបងប្អូនហ្នឹងមិនមែនត្រឹមតែជួយឲ្យបងប្អូនហ្នឹងមានបានមានអនាគតរុងរឿងទេគឺបងប្អូនហ្នឹងអាចជាសសរទ្រូងនៃប្រទេសជាតិណាជួយដល់មនុស្សទូទៅ ផ្សេងៗជាច្រើនទៀតដូច្នេះអ្វីដែលគាត់បានជួយថ្ងៃនេះគឺថាជាឧបការៈគុណដ៏ធំធេងណាស់
ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសរសើរណាបើតាមទ្រឹស្ដីពុទ្ធសាសនាប៉ុន្តែគឺថាជាគ្រូបាអាចារ្យរបស់យើងមួយណាជាអ្នកផ្ដល់នូវចំណេះដឹងដូច្នេះល្អណាស់យើងជា ពលរដ្ឋខ្មែរគូតែដឹងគុណគាត់ហើយសូមអរគុណគាត់យ៉ាងច្រើនអញ្ចឹងគឺថាគាត់បានជួយផ្នែកខាងប្អូនៗនៅតំបន់ស្ទឹងមានជ័យកាលណាប្អូនៗនៅតំបន់ស្ទឹងមានជ័យនេះហើយអ្វីដែលគាត់លើកកាលដែលគាត់ទៅជួបសម្ដេចដាឡៃឡាម៉ាមិញហ្នឹងគាត់លើកឡើងស្ដាប់ទៅគឺថាចូលចិត្តពីរោះថាចូលទៅទិញសំបុត្រដើម្បីទៅស្ដាប់សម្ដេចដាឡៃឡាម៉ាម្នាក់ 2,000 ដុល្លារសម្បត់មួយដើម្បីទៅស្ដាប់អវ៉ាតណាហើយគាត់លើកឡើងថាចាស់ចាស់នៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតគេមានលុយមានឡានមានវិឡាប៉ុន្តែមានយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ចិត្តរបស់គេអត់ស្ងប់ដែរអត់ឆ្អែតណាមានតែទ្រព្យសម្បត្តិក៏ប៉ុន្តែអត់មានអ្វីដែលជាគុណធម៌ក្នុងផ្លូវចិត្តហ្នឹងមានយ៉ាងណាក៏នៅតែសម្លាប់ខ្លួនដែរគាត់លើកមកអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាត្រូវតាមធម៌ព្រះមានទ្រព្យសម្បត្តិហើយទាល់តែមានធម៌ទៀតណា គឺឲ្យព្រមចិត្តនេះបងប្អូនព្រះអង្គហាក់ស៊ីងព្រះអង្គគ្រូហាក់ស៊ីងហៃលើកអាវ៉ាត់ទាំង3ចំណុចចំណុចទី1ចុងក្រោយហ្នឹងគឺសម្អាតចិត្តសម្អាតចិត្តហ្នឹងគឺទូមានចិត្តឲ្យចេះគ្រប់ឲ្យចេះក្រន់ឲ្យចេះល្មមឲ្យចេះព្រមទទួលអ្វីៗទាំងអស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដោយព្រះអង្គគ្រូអុបាលីវងថាខ្មែរយើងឡើងចុះឡើងចុះតាំងពីប្រទេសរីចម្រើនហើយធ្លាក់ចុះហើយបានទទួលនៅភាពឈឺចាប់ដោយសារ លោកប៉ុលពតកັບសម្លាប់យ៉ាងណាយ៉ាងណាគឺថាជួចចត់ណាស់ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងអាចគឺថាដោះស្រាយរឿងជីវិតហ្នឹងមិនឲ្យវាកើតទុកខ្លាំងពេកដោយសារអីដោយសារមានព្រះពុទ្ធសាសនាហ្នឹងណាដោយសារមានព្រះពុទ្ធសាសនាហ្នឹងយកមកអប់រំទូមានចិត្តហើយកាន់រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះ អញ្ចឹងយើងត្រូវតែខំសិក្សារៀនសូត្រណាទាំងផ្លូវលោកផ្លូវធម៌ដើម្បីជាការតបគុណណាស់ដល់លោកសកត ដល់លោកស្កតផងដល់ដូនតាម៉ាកុងរបស់យើងផងនឹងយើងជួយរើបំរាស់ខ្លួនយើងដោយព្រះអង្គលោកថាយើងកើតមកជាអ្នកក្រហើយយើងទៅពឹងឯណាក៏ងាយឲ្យផុតពីអ្នកក្រដែរអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវពឹងខ្លួនឯងហើយដើម្បីឲ្យយើងក្លាយទៅជាអ្នកមានអត់មានអ្វីគេយកទ្រព្យសម្បត្តិមកឲ្យយើង 100 200 10,000 ទេយើងត្រូវតែយើងមានចំណេះដឹងពិតប្រាកដទើបយើងអាចរើបំរាស់ខ្លួនពីអ្នកក្រហ្នឹង ឲ្យคลายទៅជាអ្នកមានបានបងប្អូនណាអញ្ចឹងគឺដើម្បីคลายទៅជាអ្នកមានគឺតតតែមានចំណេះដឹងអានឹងបានមានតាំងពីនឹងរហូតតទៅអញ្ចឹងសូមអនុមោទនីបណ្ដឹងចាស់សូមអរគុណគណៈសាធុសាធុសូមអរព្រគុណបងគ្រូមុនសាយបងជាប្រធានវិទ្យុសំឡេងពធសាយទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាបងណា 2,000 ឡើយយើងដល់វាវរៈពិសេសមួយទៀតណាអញ្ចឹងមុននឹងចូលដល់កម្មវិធីបងប្អូនប្រហែលជាបងប្អូនខ្លះអាចយំអាចកំសត់អីបងប្អូនអស់នេះចង់យំឬចង់សបាយចង់ស្រក់ទឹកភ្នែកឬចង់សើចចង់សើចសើចឲ្យហើយណាសើចឲ្យហើយមើលមុខលបងញុំឲ្យទីទៀតហាមយំណាពីណាយំចាញ់ ចាញ់ចាញ់ចាញ់ចាញ់ចាញ់ចាញ់ខ្មែរទាយកនឹងវ៉ាន់ណាយំហាមយំហាមស្រក់ទឹកភ្នែកណាបងប្អូនសន្យាបានអត់ហាមស្រក់ទឹកភ្នែកណាអញ្ចឹងសូមអរព្រគុណអរគុណមុនកូនចាស់បងសំសរូនបន្តកម្មវិធីកិច្ចសិក្សាត្រូវទុកខាជាទី1កុំបោះអួយគឺប្រឹងប្រែងឲ្យណាស់ណាកុំជ្រមុលពលជ្រមុជចិត្តស្នេហា ខំសិក្សាឲ្យចេះសិនសំណេះនោះស្រីមិនខ្វះប្រុសមិនក្រល្អក៏គង់ក្បាលរងោកនៅរងល់មិនក្រសោះចាំទទួលអ្នកចេះដឹងប្រឹងរៀននោះដោយស្ម័គ្រស្មោះអស់ពីពោះពិតមិនខានតែបើរវល់ខ្វល់នឹងរឿងស្នេហាវិញមិនបំពេញខាងចំណេះឲ្យចំណានក្រវិជាដូចជាក្រអ្វីគ្រប់ឋាន ចូលប្រឹងប្រែងគឺប្រឹងប្រែងសិក្សាអើយសូមអនុមោទនាអ្ហ៎បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយអត់សុខសប្បាយអត់ឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអ្នកណាស្រឡាញ់ម្ដាយលើកដៃ
Slang bà đai lực đai ná. Ót slang bà đai đai cho. Ót slang bà đai 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 cho, đai cho đai. Ôn na đai chua tạc luôn ai cao tí ở bộng đai lực đai. Ôn na đai chua tạc luôn ai cao tí cơ bay đai cho. Mình bà ôn lắc cao tí cơ bay đấy rồi. Ai lớp bà ôn tình ọc nê slang bà ọt. Slang mà ọt. Slang bốc ớt. Bà ôn slang mai trời liếc bóng bê vừa liếc trăm tay cả lạc mong đọc bay mai bàn tế. Bà bàn bàn ấy chứ xong có. Tập bốc cho rong cài. Ai lớp môn nâng sạp bà con mai trời tay ông quý sma thi tình ọc nê chết sma thi ớt. Đọc bay sma thi kế ông quý thơm ấy. Bên nền bà mạ dương liếc bóng bê vừa liếc đọc bay dương. Sân tại mùi chú vịt. Ta ơi dân liếc bóng bê vừa liếc trâm tại cả làm mong. Đồ bây quát bán thế. Bà bán bán ấy chứ xong có. Tiếc tay ở bòi mùi đó. Xong thì giá bán rồi ná. Xong thì giá bán rồi. À lấy bật nét ra. Ông coi đọt đằng hông châu lửa về. Đọt tam na bà chanh tam nâng. Hàm đọt tam lơ bà chanh tam khảo. Châu lửa đăng. Ồ chê ô hỏi. Ông cô giang nghiêm ngặt. Nhôm nhôm sẵn lãnh côn ấy. Nhôm nhôm sẵn lãnh côn ấy. Mở tục mình không thích liệu thân mình mà. Trời lãnh. Chủ tục mình mà còn khả mà. À lần cô giang thích bên này nó hề. Bên này nó hề ná. Tăng chật cho giang thích. Đọ đằng hàm chôn. Ở bên bên. Hãy đọ đằng hàm chênh ở bên bên. Nà, chỗ vinh, chỉnh cổ vinh. Thôi chất ở sắp bài từng ọc nền á. Thôi chất ở sắp bài hết đó đang hàm bị sưu trộp dục. Nâu ạ à các sắc thiết đó là ó. Tại chỉnh châm bà con xa rồi tiên cài rồi bọc luôn anh. Đó đang hàm chỗ. Cũng đó đang hàm. Hãy đó đang hàm chỉnh từng ọc nền. Bật nét ra từng ọc nền á, bọn bọn bật nền. Ôn nào mình bật này, mình cổ rục bình này, mình cổ rục chú bác. Ôn lúc chúng ta chỉ còn mình đỏ thì chỉ còn áo vệ chia tập bọt. Chỉ còn áo cọc. Mình cổ rục bình này, mình cổ rục chú bác. Mình miên rục bíp rồi bọt. Ngay cả tới phương ca nghe ấy có ách bàn tùm rạch. Tại xong chung phố và ôn tổng ọc này. Để bật nét ra ở chết hay ông quý chỉ ế rìa bọt tùm thị ở lọ. Mình bật lại như thế. Ôn nâng nâng khai tới chứ mà đủ chục chi nữa thay ảnh hạc quật. Propo ban corrupt tu niti chia con đó là o chia chia vợt đó là o chia mà nút là o để corrupt bên đây corrupt chụp bắp bên này ông cô giờ nghiêm tượng ông này đọ đằng hàm chồ ôn đọ về hay đọ đằng hàm chèn về để sôi luôn hay ôn chập đầu tận tình bịa pi mặt cứ bịa thập bốt thổ bốt. Đó đằng hàm chỗ. Tình tình biệt thật thô. Đó đằng hàm chỉnh.